Tập 5. Vậy có nghĩa là Hàn Thương Ngôn lúc đầu bởi vì thích Abeldor làm cho chiến đội giải tán, bản thân cũng bỏ game. Bây giờ anh ấy muốn theo đuổi lại Abeldor nên đã thành lập KNK. Như vậy đúng là cố chấp với tình yêu. À phải rồi, hôm nay cô đi xem thi đấu là để xem nam thần của tôi hả? Ê, cô lấy được chữ ký không vậy? Cô lấy được chữ ký không? Tôi còn chưa lấy được luôn đó. Không có, hình như anh ấy không muốn nói chuyện với tôi lắm. Cô nói chuyện với Hàn Thương Ngôn rồi. Nói như vậy nói tôi biết đi, nói nghe thử đi, nhanh lên. Thì giữa chúng tôi đã xảy ra một số hiểu lầm. Sau đó buổi tối về khách sạn của họ ăn một bữa cơm. Hả? Tại sao vậy? Có lẽ là để an ủi tôi thôi. Tại sao phải an ủi cô? Chuyện này nên nói thế nào đây? Đâu thể nói mình tỏ tình bị từ chối được. Tóm lại là chuyện khá phức tạp, nhất thời không thể nói rõ được. Nè, hả? Cậu thật sự không thân với anh ấy sao? Không thân, chỉ gặp qua 2 lần thôi. 2 lần? Ê phải, tôi nhớ rồi. Cô coi, ngày mai họ có một trận thi đấu, cô muốn đi không? Muốn đi không? Muốn chứ. Như vậy đi, ngày mai tôi phải bay về để đi làm lại, để Diệt Quốc và tôi đi với cô. Thật sao? Cảm ơn Diệt Quốc. Các bạn còn vui mừng kìa. Con biết rồi. Sau này đừng làm loa chuyển lời nữa. Hôm nay em đã gặp qua cô gái đó. Cuộc thi ATF. ATF, em có đi không? Cuộc thi thiết kế lập trình sinh viên thế giới. Cuộc thi cao cấp nhất trong thiết kế lập trình sinh viên. Anh biết em vẫn luôn muốn đi mà. Thì thế nào rồi? Tốt hơn cô ấy một chút. Nhưng mà cô ấy cũng không tệ. Nhìn em làm gì? Đợi một lát. Em biết cô ấy không có quan hệ với anh, tại sao không giải thích? Em đoán anh không giải thích là vì không muốn cô ấy mất mặt trước mọi người. Anh không giải thích thì tại sao em phải giải thích? Đâu có liên quan tới em. Đúng vậy. Người cả thế giới đều biết, chỉ cần không liên quan đến nữ thần ngải tình của em thì không liên quan đến Ngô Bạch em. Đợi đã. Lần này tại sao ông nội lại tới đây vậy? Tảo mộ, thăm người thân. Nhất định không đơn giản như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân khác. Lần nào ông nội cũng nghĩ lung tung, người xui xẻo chính là anh. Em lo liệu đi. Đồng niên, đây có lẽ là lần cuối cùng gặp anh ấy rồi. Cố lên. Cố lên. Đông vui y như chồng tôi nói. Làm sao đây? Vé hôm nay đã bán hết rồi, chúng ta không vô được đâu. Vậy chúng ta có thể coi thử có ai bán vé không? Tìm thử đi, mau lên. Không được, vé chợ đen không được, không thể mua vé chợ đen được. Vậy làm sao đây? Ê, cậu coi,
Bao nhiêu fan của Ken Kay, sớm biết vậy chúng ta cũng cầm một cái bảng rồi. Trời ơi, giờ bảng thì có ích gì, bây giờ chúng ta cũng không vô được. Làm sao bây giờ đây? Hôm nay đội 1 thi đấu, đội 2 tuy không ra sân nhưng cũng phải chú ý theo dõi. Những người hôm nay các cậu gặp đều có thể trở thành đối thủ tương lai. Nắm rõ thủ thuật thường dùng của đối thủ đã xem như thành công một nửa rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiểu Bạch, em dẫn đội 1 đi làm quen với sân đấu đi. Không vấn đề. Đi thôi các anh em. Mang đồ đạc vào đi. Đi thôi. Ê con kìa. Kìa kìa. Ơi, anh ơi. Sao không? Trời ơi, đẹp trai quá à. Không ký cho em đi. Anh ơi, chụp với em tấm nha. Tôi không sao. Không sao chứ? Tôi không sao hết. Nghe tôi nói, không chúng sao ta chứ? Nhất định phải chú ý an toàn. Mọi người đừng chen lấn nha. Là chị hả? Chị còn nhớ tôi không? Hôm qua có gặp chị đã dẫn tôi vào trong đó. Tất nhiên là nhớ rồi. Trùng hợp quá. Trùng hợp lần này cô đến xem Khèn Khay à? Hy vọng cô lần này có thể lấy được hình và chữ ký của Khèn Khay. Cảm ơn. Mong mọi người xếp hàng trật tự. Lát nữa chúng tôi thi đấu xong ra ngoài sẽ ký tên lần lượt cho mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người cho SB. Cảm ơn. Cô nhớ phải cẩn thận. SB. Xin chào. Ê, người đó là ai vậy? Cô khí chất quá. Biết vậy mình đã ăn mặc chín chắn hơn rồi. Ê, cậu xem có phải chị dâu không? Đúng rồi, chị là dâu. Chị dâu. Đi thôi. Ê, cô coi, Khèn Khay kìa. Hàn Thương Ngôn. Nè, qua đây. Hàn Thương Ngôn. Đánh demo trước, vậy phải chọn yếu để đánh trước rồi. Lợi hại vậy hả? Người của Khèn Khay đến rồi. Lão Hàn. Không phải anh có ý gì đây Hàn Thương Ngôn, làm lơ hả? Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều quá. Ê, Grant. Sao vậy? Qua đây, chỗ này có đồ ăn nè. Chỉ biết ăn thôi, sắp thi đấu rồi đó. Nhưng tôi hơi đói. Vậy ăn một miếng thôi nha. Đâu đây? Chị dâu tới rồi, ở ngoài cửa đó, anh thấy chị vậy? Ê, em thấy đó. Đâu đây? Anh không chào chị dâu một tiếng sao? Vậy thiếu tình người lắm đó. Phải. Như vậy làm sao theo đuổi con gái được? Để em dạy anh mấy chiêu nha. Phải đó lão đại, hình như chị dâu còn dẫn theo bạn tới đây nữa. Nếu không được vào khu VIP thì mất mặt lắm đó. Thì đó.
Tôi đang đau họng, làm biến đôi co với mấy người. Không phải lão đại ơi, tụi em da thô thịt dày bị anh hành còn được. Người ta là con gái mà sao vậy được anh? Người ta đang ra sức cười với chúng ta mà, đến cổ vũ cho chúng ta đó. Đúng đó lão đại, anh cho chị dâu vô đây đi. Đi đi lão đại. Đi nhanh lên. Được được. Đi thôi Diệt Quốc. Ai vậy? Lát nữa nói sao? Ê chị dâu. Từ từ. Xin lỗi nha. Đúng rồi đó. Vô đi. Để tôi ký tên cho. Sao nhiều người vậy? Chắc là fan của cậu ấy. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Trời ơi đẹp trai quá à. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Đẹp trai thiệt. Lão đại kêu tôi đưa chị vô. Chị dâu hả? Chị dâu lại. Chị dâu đừng có đứng ở đó. Tôi có thể đưa chị vô mà qua đây. Cá mực con. Cô lấy chồng hồi nào mà tôi không biết vậy? Không phải đâu. Cậu ấy nói năng linh tinh thôi. Chúng ta đã quen biết nhau 3 năm mà cô tìm một người. Để tôi ký cho. Tôi phải đi hỏi. Cảm ơn cậu làm người. Gì vậy? Cảm ơn. Diệt Quốc. Nè, lão đại mấy người là ai? Liên quan gì tới cô chứ? Xin lỗi cho qua. Chị dâu à, tôi còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói nha. Nhưng mà... Đúng rồi. Hôm nay lão đại không có được vui cho lắm đó. Đề mô, đó là bạn của tôi. Tôi có thể đưa cô ấy vào trong không? Đương nhiên rồi. Bạn của chị dâu thì chắc chắn là được. Bao lên mới được. Nè, xin lỗi cho qua nhờ chút. Đi thôi. Đề mô, tụi em sẽ mãi ủng hộ anh. Làm ơn ký cho chúng tôi với. Đề mô, cố lên. Anh ơi, cố lên nha. Wow, nhiều người quá. Đây chính là khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Nhìn kìa, đó là đội SB. Cá mực con. Kìa, có phải thần Gun không vậy? Có thể giúp tôi xin chữ ký được không? Ký luôn lên đầm tôi. Như vậy thì tôi sẽ cả năm không giặt đầm. Vậy hả? Yên tâm đi. Mặc dù lão đại của chúng tôi không bao giờ ký tên cho người khác, nhưng mà bạn của chị dâu thì sẽ... Bạn của chị dâu thì chắc chắn không thành vấn đề. Được đó. Anh ấy đang nói gì vậy? Bạn của chị dâu. Chị dâu. Lão đại của họ chính là thần Gun. Vậy tức là nam thần của chồng tôi là người đàn ông của cô. Người của cô là thần Gun. Thần Gun là nam thần của chồng tôi. Không phải đâu. Cô nói như vậy làm tôi loạn quá. Thật ra thì tôi mới gặp anh ấy 2 lần thôi. Hôm nay là lần thứ 3. Lão đại mãnh liệt dữ vậy. 2 lần đã hạ gục rồi. Hai lần. Không. Wow, chị dâu à, qua đây cậu ngồi. Cậu đi đâu vậy? Không phải đâu. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi không phải chị dâu của các cậu. Lợi hại quá. Không phải Diệt Quốc. Cô nghe tôi nói, lát nữa gặp Gun cô đừng hỏi gì hết. Anh ấy hơi nóng tính, tôi sợ anh ấy giận. Còn những vấn đề khác khi nào về tôi sẽ từ từ giải thích với cô được không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ giả chết đến cùng, sẽ không làm phiền hai người ân ái nhau đâu. Không, chúng tôi không có tình cảm gì với nhau đâu. Được, sao cũng được hết. Không phải mà. Nè, qua đây, tôi nói cái này cho nghe. Mau, dẫn đội, chị cũng qua đây. Mọi người nói coi, tôi đã đưa ai đến. Ai vậy? Chị dâu đó. Nè, người mặc áo xanh kia kìa, nhìn thấy chưa? Mọi người có biết không, lúc nãy á, chị dâu nói tôi chị ấy mới gặp lão đại có 2 lần thôi à. Hôm nay á, là lần thứ 3 đó. Không phải chứ. Vậy tối qua là lần thứ 2 hả? Vậy cũng tức là lão đại chỉ dùng 1 lần để hạ gục được chị dâu. Mấy năng người đừng có bà tám nữa. Sắp thi rồi. Lão đại cũng được chứ bộ. Thì đó. Cứ vậy đi. Tôi ăn chút đã. Mau tôi đi hỏi anh ấy tìm tôi làm gì đã. Được.
anh tìm tôi sao? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi đưa cô ấy đến. Qua đây ngồi. Cô ăn không? Mau đi đi. Cô cứ coi tôi như không khí. Đi đi, lẹ lên. Đằng nào cũng là anh kêu tôi ngồi. Đội viên của tôi rất thích cô, nên họ muốn mời cô xem thi đấu miễn phí. Cậu muốn xem sao? Không phải à, Muốn xem. Vậy thì chờ 10 phút vô cùng với chúng tôi. Ờ. Lại chơi game sao? Không nói chuyện một chút với mình sao? Mũi cao quá. Muốn làm gì? Tôi đang nghĩ là tôi có nên đi giải thích hiểu lầm với họ không? Hiểu lầm? Bọn họ hiểu lầm tôi là bạn gái của anh. Như vậy hình như không tốt cho anh lắm đâu. Mặc dù tôi... Mặc dù cô thích tôi, nhưng không muốn gây phiền toái cho tôi. Đi đi. Nói rõ trong vòng một phút, đừng ảnh hưởng đến cảm xúc thi đấu của họ. Một phút không đủ nói rõ đâu. Hôm qua tôi giải thích với họ nửa ngày, họ cũng không hiểu. Ít nhất tôi cũng phải nói với họ 5 phút chứ. Vậy thì chờ cuộc thi kết thúc hãy nói. Đi thôi. Đừng căng thẳng, chơi cho tốt. Dạ. Đó. Bảo tự đỡ chưa? Chúng tôi yêu mọi người. Cảm ơn con. Nhớ giúp tôi xin chữ ký đó. Tôi không dám. Tôi sợ anh ấy giận đuổi cả hai chúng ta ra đó. Xin người yêu cô cho chữ ký thì làm sao? Anh ấy không phải mà. Không phải. Tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Cậu đi tìm trâu hả? Cậu chưa thành công. Trời ơi, đi thôi. Bó tay với cô đó. Mau lên đi. Mau lên. Trời. Chúng tôi ngồi hay anh ra phía trước ngồi? Tôi và Động Điên ngồi đây có được không? Hả? Sao tôi có thể ngồi chung lão đại? Không phải anh ấy. Vậy tôi ngồi đây, Động Điên cô ra trước đi. Cảm ơn. Cô quen à? Cũng không hẳn. Hôm qua là chị ấy đưa tôi vô. Có biết đó là ai không? Chị ấy nói với tôi chị ấy là nhân viên công tác của SB. Cô ấy là Apple Dog của SB, người tấn công chính của đội quán quân CTF lần trước. Hiện tại là người dẫn đội của đội SB. Apple Dog. Apple Dog chính là một trong hai người tấn công chính của đội solo cùng đội với anh không? Còn thuộc bài trước luôn sao?
Đó là người mà anh ấy thích sao? Ai vậy? Họ chính là cặp đôi trong mơ của giới CTF. Tôi cũng không quen. Hôm qua gặp ở nhà thi đấu, hình như là fan của Khen Khay, cho nên tôi mới đưa cô ấy vào trong. Lão Hàng có bạn gái rồi sao? Chắc không phải đâu. Tôi ngồi đây có phải là không ổn không? Hay là tôi đi trước nha? Đi. Tôi ngồi đây chị ấy sẽ hiểu lầm á. Hiểu lầm cái gì? Tôi ngồi đây, lỡ như chị ấy tưởng tôi là bạn gái của anh, rồi chị ấy không vui thì anh sẽ gặp rắc rối. Anh muốn theo đuổi lại chị ấy cũng khó. Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Tôi biết, tôi hiểu mà. Tôi đi tìm chỗ khác ngồi. Nè. Giỡn cái gì đó? Hả? Cô ấy đã hiểu lầm hay không thì liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, cô gái à, tin tình báo hơi sai rồi. Không phải nói là thích tôi sao? Sao đến cả chuyện tôi còn độc thân và không hứng thú với phụ nữ cũng không biết vậy? Ngồi lại đi. Phải rồi, không chỉ phụ nữ, tôi cũng không hứng thú với đàn ông. Các bạn thân mến, bây giờ là trận chung kết doppler của giải đấu CTF. Đầu tiên trước mặt chúng ta là đội KNK. Đội trưởng của họ là DT. Thành viên gồm Kren, Demo, 97 cùng với Wan. Bên còn lại là đội SB, đội lão luyện của chúng ta. Đội trưởng của họ là Hoạt Thê, thành viên Tiểu Mễ, On, Inin và Following. Hôm nay tôi rất mong chờ màn thể hiện của hai lão tướng Tiểu Mễ và On. Dù sao cũng là lần đầu tiên lên sân khấu của họ sau rất nhiều năm. Đúng vậy, không biết cảm giác cùng nhau ra trận giết địch năm xưa có còn nữa không? Đúng không sai, nói đến đây thì nhờ máy quay cho chúng ta thấy ba chủ lực lớn của ngày xưa đi. Đầu tiên xin mời đội trưởng đội solo là Solo. Bên cạnh anh ấy là nữ thần CTF của ngày xưa chúng ta, Upper Dog. Cuối cùng là thần Gun của chúng ta, Hàng Thương Ngôn. Thần Gun vẫn không thay đổi, luôn khiến người ta hoài niệm. Đúng vậy. Rồi, hiện giờ cuộc thi sắp đến lúc đếm ngược. Chúng ta sắp được nhìn thấy màn đối đầu vô cùng đặc sắc. Đúng vậy. Được rồi, trong tình hình an ninh mạng đang ngày càng phát triển, cuộc thi an ninh mạng trở thành con đường để phát hiện và tuyển chọn nhân tài trong giới an ninh mạng, còn là sự thể hiện rất quan trọng về mặt tư tưởng chiến lược của nước mạnh về Internet. Cuộc thi an ninh mạng lần này, tuyển thủ dự thi sẽ tiến hành cạnh tranh bằng cách sử dụng và khai thác các vấn đề an ninh mạng tấn công phòng thủ xung quanh mấy chủ. Đúng, chúng ta có thể thấy đội KNK đã chọn lối tấn công người chủ chốt. Đội trưởng DT một mình đi tìm kiếm cơ hội. Chiến thuật rất hay, hoàn toàn phát huy được ưu thế Test Wipeout của DT. Không sai, đợt tấn công này của KNK cũng đã có hiệu quả. Dưới tình hình chỉ mất đi một người, tiến thẳng vào máy chủ của SP. Quá đẹp, ông và Tiểu Mễ đã xóa được cửa sau và chặn được lỗ hổng, phút chốc xoay chuyển được tình hình. KNK cũng chỉ còn DT đang phụ trách phòng thủ máy chủ thôi. SP thì có nhiều chỗ để tấn công. Giờ DT chỉ có thể chọn từ bỏ gia cố an toàn, tấn công máy chủ SP thôi. Phải rồi, bên phía Tiểu Mễ chúng ta thấy được anh ấy để lộ nốt của mình, thu hút sự chú ý của DT. Quả nhiên DT đã chuyển hướng công kích, Tiểu Mễ người đang bị lộ vị trí. Anh ấy vẫn chưa nhận được ra On và Hoàng Thê đã sắp phá được cửa xa của KNK. Tuy chúng ta thấy được SP đã thắng được ván này. Đội KNK đã mau chóng điều chỉnh được trạng thái. Đúng vậy, hiện giờ vì thua ván trước nên họ đã tấn công rất mạnh lên máy chủ của SP. Bên phía DT giờ cũng sắp tìm được vấn đề của đối thủ. Followin quả nhiên không gian quá an toàn tốt. Bên phía DT phút chốc đã được Black lật ngược thành công.
Đi thôi. Đi đâu chứ? Ra nhà vệ sinh đó. Đang thi mà. Đi cùng với tôi đi. Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Được rồi. Tôi sẽ cố gắng kiếm được ảnh có chữ ký cho cô được chưa? Không phải là vụ ký tên. Đó là cô với nam thần của chồng tôi là thế nào vậy? Chúng ta thân thiết vậy mà cô cũng không nói cho tôi biết nữa. Không phải là không nói. Tôi không có ý giấu giếm gì cô đâu. Tôi chỉ cảm thấy tôi tỏ tình bị người ta từ chối là chuyện vô cùng mất mặt. Tỏ tình? Cô có biết tỏ tình là đại kỵ của phụ nữ theo đuổi nam không? Ai mà lại hứng thú với một cô gái mới gặp hai lần đó tỏ tình chứ. IQ của cô đúng là... Không phải, thật ra tôi không hề định tỏ tình. Nhưng mà hôm đó tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Cô coi cô đi, chỉ có nhan sắc được 90 điểm, còn khoảng yêu đương thì chẳng có một chút IQ nào hết. Còn là tình đầu, yêu thầm tỏ tình như cô đó nha, sao xử được nam thần của chồng tôi? Tôi nói cô nghe, điều ngu ngốc nhất khi phụ nữ theo đuổi nam là khi đối phương còn chưa nhìn thấy ưu điểm gì của cô đã chạy qua nói: "Ui, em thích anh." Có bà mới chấp nhận cái kiểu yêu điên khùng này của cô. Cô đó phải lẻn sâu vào, phải xuất hiện liên tục ở cạnh anh ấy, thể hiện vẻ đẹp của cô. Ví dụ như cô te nè, ngầu nè, quyến rũ nè. Trời ơi, tóm lại cô không thể nói bằng miệng rằng cô thích anh ấy. Phải để anh ấy vắt óc suy nghĩ, suy đoán đủ thứ, cảm thấy rõ ràng là cô thích anh ấy nhưng lại không có câu trả lời. Hiểu không vậy? Hơn nữa, cô phải để anh ấy lên tiếng trước, ảnh ngỏ ý trước, ảnh tỏ tình trước chứ. Còn nữa, cô coi, rõ ràng là anh ấy có cơ hội giải thích nhưng không hề giải thích. Tại sao? Chứng tỏ anh ấy không phản cảm với cô, thậm chí còn có ý tốt với cô nữa. Anh ấy không thích tôi. Cô phải biết là đàn ông đều là miệng chê mà lòng thì thích. Hiểu không? Đi thôi. Đội KNK hôm nay đánh khá bị động. Đúng, hơn nữa chúng ta cũng thấy được bên phía SD cũng vì có được Tiểu Mễ và Ôn mà thực lực của cả đội đã nhận được sự thăng cấp rất lớn. Đúng vậy, hoàn toàn khiến cho KNK không kịp trở tay. Không sai, có thể nói rằng bên phía KNK không ngờ được sau khi hai lão tướng này ra trận có thể trực tiếp dẫn dắt ba thành viên còn lại, thậm chí làm loạn hết mọi bố trí của KNK. Dân, chúng ta vẫn luôn nói trong cuộc thi CTF có lúc hơi lớn tuổi, phản ứng của họ không thể nhanh bằng người trẻ tuổi. Đúng vậy, nhưng lần này hai vị lão tướng phối hợp không hề sơ hở. Đúng vậy. Tiểu Mễ đã hoàn thành thành công gián cờ. Chúc mừng đội SB đã giành được thắng lợi trong trận đấu này. Chúc mừng SB. Yeah. Phải vậy chứ. Phải vậy chứ. Hay lắm. Tiểu Mễ và Âu Cường hôm nay thể hiện rất tốt. Có cân nhắc việc họp lại hay không? Đi. Thua lần này cũng không sao, lần sau nhất định sẽ thắng được. Cố lên. Không phải cô muốn giải thích à? Bây giờ luôn sao? Đúng, bây giờ. Không được giải thích. Giải thích thì sẽ hết cơ hội. Cô cứ để anh ấy hiểu lầm cô đi. Đó mới là hạt giống khởi đầu tình yêu. Đừng giải thích. Cô ở đây, tôi đi ra đằng sau xin chữ ký nha. Thật không ngờ hai lão tướng này phát huy tốt quá. Đúng vậy, còn rất phối hợp nữa. Thì đó, ai có ngờ đâu. Đúng rồi, không ngờ thiệt mà. Cô diễn tập một lần trước, cô muốn giải thích thế nào? Diễn tập? Để tôi xem cô có giải thích rõ ràng hay không. Hôm nay mọi người thi đấu thua, tôi không muốn làm lỡ thời gian của mọi người. Được. Tôi với Hàn Thương Ngôn
Hai người chúng tôi không biết nói thì đừng nói. Không nói nữa. Dù sao sau này cũng không gặp, hiểu lầm hay không cũng chẳng sao. Nói thẳng là tôi không có ý định yêu đương gì cả. Đám trẻ này giao giấc mộng và tương lai của chúng vào tay tôi, chính là muốn có một ngày có thể khoác quốc kỳ lên người, giành chức quán quân thế giới, chứng minh sự lựa chọn giữa chúng với bà mẹ là không hề sai lầm. Vì vậy tôi không có thời gian và tâm tư để ứng phó với bất kỳ ai ngoài KNK. Đã hiểu chưa? Tôi hiểu mà. Cô đi đi. Được rồi. Hẹn gặp lại. Không cần hẹn gặp lại. Sau này có lẽ cũng sẽ không gặp lại đâu. Thu dọn đồ, đi thôi. Đi thôi. Ngô Bạch đâu? Cầm lấy đồ kìa, lấy đồ đi. Đội trưởng một mình lên xe trước rồi. Đi thôi. Tạm biệt nha, tạm biệt. Con có để quên gì không? Không đúng, lẽ nào tôi tính sai sao? Anh ấy rõ ràng là thích cô mà. Cứ như vậy. Được rồi, mối tình của tôi đã nói lời thất bại tại nhà thi đấu ở Quảng Châu. Về rồi hả? Vất vả rồi. Đây là phí công tác đi Norway sau Tết của các anh nè. Anh ký đi. Tôi hỏi nè, cô gái đó anh định tính sao đây? Ai? Cái cô ở Quảng Châu đó, chính là cô gái mặt tròn, mắt to, mặt váy ngắn. Đồng Niêm. Đúng vậy, tôi thấy cô rất đáng yêu. Giải quyết rồi. Giải quyết thế nào? Giải quyết rồi chính là không còn chuyện gì nữa. Trời ơi, tôi nói anh nè, có phải định cả đời không có bạn gái không? Đây là câu lạc bộ mạng, không phải là hội sở mai mối. Chuyện duy nhất tôi lo bây giờ là giúp đám trẻ này thực hiện giấc mộng của chúng, và giúp chúng giành được quán quân toàn quốc, quán quân châu Á, thậm chí là quán quân thế giới. Những cái này tôi sẽ đi chuẩn bị. Anh nên dành chút thời gian cho bản thân đi. Tôi cảm thấy cô gái này cũng không tệ. Đi đây. Hẹn gặp lại. Không cần hẹn gặp lại. Sau này cũng sẽ không gặp lại đâu. Cái cậu nói, vì sao lão đại của chúng ta vừa gặp lão đại của SB liền đen mặt lại? Cậu cũng phát hiện ra hả? Tôi cũng thấy vậy á. Đây được gọi là ái hận tình thù.
gần 10 năm nữa. Ăn nói đàng hoàng đi, đây là chuyện đau lòng của lão đại mà giỡn hoài. Lệnh 97, cậu đó, nói đi. Lão đại sau khi về nước cùng với Solo và Apple Dog lập thành chiến đội Solo, cái này ai cũng biết hết rồi mà. Ừ. Solo với Ngải Tình là một cặp. Sau đó bởi vì bạn gái cũ của Solo đột nhiên xuất hiện, Ngải Tình không chịu nổi muốn chia tay. Sau khi chia tay, cô ấy rời khỏi chiến đội. Solo dễ nấy cũng rút khỏi chiến đội luôn. Ba hội viên chủ lực mất đi hai người, chiến đội không phải giải tán sao? Cho nên lão đại chúng ta vẫn luôn oán hận Solo và Ngải Tình đó. Nhưng chuyện đã qua đi nhiều năm rồi, cũng không tới mức là không thể buông xuống. Chiến đội Solo không phải chiến đội bình thường đâu nha. Đây là chiến đội mạnh nhất toàn quốc khi đó. Biết không, lúc đó bọn họ giành được chức quán quân toàn quốc luôn. Đang muốn xâm kích giành quán quân thế giới, Solo vì nguyên nhân cá nhân khiến chiến đội giải tán. Cậu nói lão đại có thể không hận sao? Nè, tôi cảm thấy không phải là hận đâu, nhiều hơn là đau lòng đó. Lão đại là người trọng tình cảm. Người trọng tình cảm một khi bị tổn thương thì rất khó buông đó. Cũng phải, vốn dĩ đạt được chức quán quân thế giới nhưng lại bị anh em tốt cho một vố. Nếu là tôi cũng không chịu nổi. Ê, tôi nói các cậu nghe, chuyện này tuyệt đối đừng để người dẫn đội biết đó, biết chưa? Tại sao vậy? Có liên quan đến người dẫn đội không? Người dẫn đội của chúng ta chính là mẹ ruột của con gái của Solo. Hả? Đó. Cái gì? Má ơi. Không phải. Mấy người chứ. Các cậu đang bàn luận chuyện bí mật gì? Vụ này không có. Ủa, vừa rồi nói họp mà ta. Đi chúng ta cùng nhau đi. Rồi. Đi tập đi. Đúng rồi. Lát nữa có lớp học tiếng Anh, nhớ đừng có tới trễ. Cậu phải nói cho mọi người nhớ lên lớp đó. Cậu ngây ra làm gì? Dẫn đội, tại sao chúng tôi phải học môn tiếng Anh? Bởi vì các cậu phải ra nước ngoài chiến đấu. Các cậu đại diện cho quốc gia của chúng ta. Nếu như có thể nói tiếng Anh lưu loát, không phải rất dễ dàng hay sao? Đây là giáo viên lão đại các cậu đặc biệt tìm về, rất là mắc đó. Các cậu phải chăm học vô, đừng có lãng phí tiền. Nhìn tôi làm gì vậy? Không. Đi mau đi. Đi đi. Dạ. Trong tình huống như thế này thì nói tôi đến từ... Giờ đang lên dạ, lớp. Dạ, các cậu phải nói 40 rằng... phút một tiết, học 2 tiết. Sau khi học xong thì mỗi người có 20 phút để nói chuyện giao tiếp với nhau. Tôi đến từ Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Đây chính là cách nói chính xác. Ok. Họ một tuần học mấy lần? 2 lần. Họ có thi không? 3 tháng thi một lần. 3 tháng thi một lần. Chắc chắn họ sẽ làm biến. 1 tháng thi một lần đi. Kêu thầy giáo đưa thành tích họ cho tôi xem. Các bạn có thể nói I come from trong tình huống này. Xem ra còn đẹp trai hơn chồng của chị. Chính xác. Các bạn hãy luyện tập với nhau đi, được không? Mẹ con đi nha. Ê, đi đâu vậy? À đúng rồi, chiều nay con đi với mẹ mua đồ Tết nha. Không được, không được. Trịnh Quy đang chờ con ở trường. Hai đứa hẹn hò hả? Trời ơi, mẹ đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Tụi con chỉ là học sinh mới lớp thiếu niên, hôm nay phải đến trường tham quan. Thầy kêu con thuyết trình một buổi tọa đàm thú vị, con là nhân vật chính. Được. Nè, hay là như vậy, chờ sau khi hai đứa xong việc thì con dẫn Trịnh Quy về nhà ăn tối đi, có nghe không? Con phải đi trước đây. Ê, Niên Niên. Không kịp rồi. Con có nghe lời mẹ không đó? Sao nhiều người vậy chứ? Nè các bạn, nhìn chỗ của tôi đây. Phía sau các bạn đang ngủ, đừng có ngủ nữa. Nhìn mắt bạn như không mở ra được. Buổi thuyết trình hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc, đáng để mong đợi. Nè, đưa máy cho tôi. Trong ba lô nè. Được. Sao nhiều người vậy? Trịnh Quy sợ ảm đạm, đặc biệt gọi một nhóm sinh viên năm nhất năm 2 tới đây đó. Mình không sợ ảm đạm, mình sợ nhiều người, hồi hộp. Đừng hồi hộp, cố lên. Được. Được rồi. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn khách mời thuyết trình chính hôm nay. Tuy là cô ấy rất trẻ, nhưng cổ xuất thân từ lớp thiếu niên đó. Đồng thời, cô ấy từng là thành viên đội Á quân cuộc thi lập trình máy tính cấp thế giới. Cuộc thi này rất nổi tiếng.
có hơn 200 nước tham gia, có thể giành á quân không hề đơn giản. Chủ đề thuyết trình hôm nay của cô ấy là trí năng nhân tạo. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón khách mời chính của chúng ta, Đồng Niên. Chào mọi người, tôi tên Đồng Niên. Chủ đề trí năng nhân tạo này thật ra rất rộng. Các bạn ngồi đây có người chưa lên đại học, cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đầu tiên mình cùng chơi trò chơi nhỏ rồi mới thuyết trình nha. Từ đơn giản đến phức tạp, để các bạn hiểu rõ một chút. Đây là một trò chơi loại trừ đơn giản thôi. Trò chơi này như thế nào? Nó có thể không ăn không uống, vừa học vừa luyện tập 3 ngày. Có thể từ một người chưa biết gì biến thành một cao thủ phân tích đó. Nó có thể tự học không? Đương nhiên rồi, thật ra nó không kém con người mình là bao. Cô nhìn coi, nó thật sự có thể động đậy. Phải đó, thật ra thì máy móc rất thông minh, nó cũng có sinh mạng như chúng ta. Hơn nữa, nó có năng lực học tập rất mạnh. Được rồi, vậy trò chơi nhỏ này là chúng ta sẽ để nó tiếp tục chơi. Artificial Intelligence, được gọi tắt là AI, chính là trí năng nhân tạo. Thật ra từ trí năng nhân tạo đã có từ 60 năm về trước, cho đến hôm nay mới bắt đầu bùng nổ toàn diện. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng không, 10 năm trước, trí năng nhân tạo là gì thì không một ai biết hết.